Ok, hello anh em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại những cái tựa game PlayStation mà nó cũ cũ thôi. Thì chúng ta hôm nay mình làm cái video này á để mình hướng dẫn cho anh em chơi cái tựa game PlayStation trên những cái máy MacBook mà có chip M1 á. Thì anh em biết là trên máy Mac thì cái việc mà game rủng thì nó cũng hơi hạn chế chút. Thì bây giờ chúng ta chơi được những cái tựa game này thì cũng đã rất là hay rồi. Thì đầu tiên anh em sẽ cần có cho mình là một cái trình giải lập. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái trình giải lập là OpenEMU nha anh em. Rồi anh em có tải về ha. Thì mình đã tải xong ở đây rồi, mình đã tải cái OpenEMU về. Ủa đâu rồi ta, sao đi anh em, bây giờ tải lại hình như mình lỡ xóa mất tiêu rồi. Ok, bây giờ mình đợi một chút xíu để tải nó về ha. Rồi hình như là có mà mình để đâu nó lẫn mất tiêu rồi. Rồi sau khi vừa tải về anh em sẽ giải nén nó ra cho mình ha. Sau khi đã giải nén xong thì nó sẽ như thế này. Hay có hai cái lận mình tải về rồi mà mình quên. Rồi anh em sẽ ấn chuột phải nha anh em. Rồi anh em giữ phím Control và anh em ấn cái chữ Open á. Rồi nó sẽ hiện ra là cần phải đưa cái này vào trong cái thư mục Application thì mới mở được. Ok, anh em chơi luôn, đưa nó vào trong cái thư mục Application ha. Có thể cần phải cấp mấy cái quyền gì đó thì nó kêu yêu cầu gì thì em cứ làm theo thôi. Thì cái này là tại vì mình đã có rồi cho nên là mở ra nó đã hiện ra sẵn những cái file lưu này, nhưng mà mình sẽ coi như là ban đầu nó không có gì để hướng dẫn cho anh em lại từ đầu nha anh em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong cái thư mục application nè ha, thì anh em mở nó lên ha. Ok, sau đó cái bước tiếp theo á, là chúng ta sẽ tải game về nha. Tắt bớt đi cho đỡ rối ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tải cái game về. Thì anh em thích game gì thì anh em tải game đó. Thì mình hay các em cứ lên Google search thôi ha, cứ search cái tên game đó với lại chữ là PlayStation rồi thêm chữ ROM vô, thì có cái trang là emulatorgames.net nè. Thì em vô cái chỗ ROM nè ha. Rồi chúng ta sẽ chọn là cái PlayStation. Nếu muốn chơi game gì cũng được, tại vì cái giải lập này nó trình giải lập này nó giải lập nhiều cái hệ game. Thì mình chỉ làm thử, làm mẫu cho anh em thử thôi. Ok, ví dụ như bây giờ mình chơi game Yu-Gi-Oh này ha, thì anh em cứ nhấp vào, sau đó ấn cái chữ save game này thì đợi nó tải về. Thì mình tải về rồi ha, mình đã tải về đây. Thì tiếp theo là anh em chỉ cần giải nén cái chỗ đó ra, mình sẽ làm lại luôn nha anh em. Anh em giải nén ra ha. Cái gì đây, anh em phải giải nén bằng cái trình giải nén như là Archiver nha anh em. Nó kêu là cái này không có complete, hình như là lại có lỗi gì nữa rồi. Cái này nó bị mình tải về nó bị lỗi anh em. Hình như cái file đó mình tải về hồi nãy là cái file Yu-Gi-Oh này nè, đây mới là đúng nè. Đó, cái file Yu-Gi-Oh Forbidden Memory nè, đây mới là đúng nè. Rồi chúng ta sẽ giải nén nó ra nha. Unarchiver. Ok, sau đó anh em vào trong cái thư mục đó, ở đây nó có một cái tệp giải nén nữa, mình giải nén nó tiếp. Hơi bị mất thời gian một xíu nhưng mà cứ bình tĩnh nha anh em. Ok, xóa cái này đi. Bây giờ chúng ta đã vào được trong cái thư mục đó thì anh em sẽ có một cái file ví dụ như là .ccd nè, hoặc là một số trường hợp nó sẽ là .cue. Nói chung là nó sẽ hiện cái biểu tượng của cái emulator OpenEMU này lên là được. Bây giờ anh em có thể là kéo cái file này thả vô đây, hoặc là anh em nhấm nút cái này cũng được, nhưng mà mình đã add game rồi thì add vô nó sẽ bị lỗi, mình xóa game đó đi ra. Rồi bây giờ anh em sẽ kéo cái file này anh em thả vô, hay là mình nhấp đúp đi ha. Rồi đợi cho nó add game này vô. Do you want to play it now? Cancel đã, đợi cho nó ấy xong. Ok, rồi bây giờ anh em muốn chơi thì chúng ta cứ nhấp đúp vào. Đấy, xong. Thoát đi cái đã. Bây giờ anh em lưu ý là tại vì thật ra mình đã cấu hình rồi cho nên mình mới chơi được. Nếu mà anh em mới
add game vào trong cái OpenEMU thì anh em chưa chơi được đâu. Bây giờ mình muốn chơi thì chúng ta sẽ làm cái bước tiếp theo, đó là ấn Command và dấu phẩy, hoặc là ấn OpenEMU rồi Setting đó nha anh em. Sau đó chúng ta sẽ vào cái chỗ mà System File. Anh em sẽ thấy dưới này nè, nó có mấy cái mà của PlayStation đó. Thì nếu bình thường mặc định nó sẽ là dấu chấm than, tức là chưa có file. Anh em phải tải cái file đó về và kéo thả vô. Thì cái file đó mình sẽ để cái link ở đây, hoặc là anh em sẽ lên Google anh em search. À, anh em cứ tải ba cái file đó về nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ tải về, rồi chúng ta cứ cầm chúng ta kéo vào. Ví dụ như đây nè, 5502 này, anh em kéo vào là ok. Đó, cứ có đủ ba cái đó là anh em sẽ chơi được thôi. Ok, resume. Bây giờ mình sẽ chơi thử cho anh em xem nha. Game chạy rất là mượt anh em. Rất là ok luôn ha. Hơi bị lâu nha, hơi đậm lâu quá. Phải đợi nó chạy xong mấy cái này nữa. Đó, ấn Enter để bỏ qua ha. Rồi, ok, như vậy bắt đầu chơi thôi. À, bây giờ anh em có lưu ý là chúng ta cần phải cài đặt một chút xíu nữa để chơi cho nó tốt hơn. Tạm ngưng nó lại đã. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần gọi là cài đặt ha. Chúng ta sẽ vô cái chữ Control này. Đó, anh em chọn cái là Sony PlayStation ha. Rồi chúng ta sẽ cài đặt lại mấy cái nút này nè. Rất là hay, rất là trực quan luôn. Thì tùy vào cái sở thích của anh em thôi. À, cho nó điều khiển cho nó dễ. Rồi xong, và à, bây giờ thì cứ thưởng thức game thoải mái. Ok anh em, video đến đây đã là kết thúc rồi. À, cảm ơn anh em đã theo dõi, và nếu được thì anh em sẽ hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Rồi, chào tạm biệt và chúc anh em chơi game hay nha.